chắc cái lần đầu tiên mình rửa đồ lúc xong được xong bước thôi, còn mấy bước sau thì mình cứ còn rửa cái đầu rồi nó ra lên tiểu diễn à con thì kiểm soát nhiễm khuẩn là người ta cũng là cổ này mà thôi. Ừ, biển mặt đây. Cái dép của chị đâu? Cái dạy đâu? Cắt cái đầu đi. Dạ. Quay phải để chị mặc chị để chị nhớ bài. Đâu chưa? Đừng hết ông buồn đi. Cái này là quen tay không có.
học được rút vô em đi tới.